Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Thì ngày hôm nay em có 12 sản phẩm nha, 12 sản phẩm đồng hồ đến từ Nhật và Thụy Sĩ muốn giao lưu với tất cả mọi người. Và tất cả sản phẩm ngày hôm nay đều là có khả năng kháng nước hết nha mọi người. Thì mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái ạ. Thì kênh của em thì mặc dù là bán đồng hồ đã qua sử dụng, nhưng mà bên em vẫn cam kết là vấn đề chịu nước của những chiếc sản phẩm này là còn rất là tốt nha. Và bên em sẽ nhận... Khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em. Bên em cam kết là tất cả sản phẩm bên em bán ra đều là hàng chính hãng hết nha. Nếu phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng hay là hàng Trung Quốc thì bên em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền ạ. Và khi mọi và ở trên thẻ bảo hành này thì chúng ta sẽ có cái tên cửa hàng nè, địa chỉ và số điện thoại nha. Đây là số điện thoại duy nhất mà em sử dụng, em không xài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết. Số điện thoại của em là 0378 275 894 ạ. Phía sau sẽ kim luôn tờ giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha. Phía dưới em sẽ ghi tên sản phẩm, giá thành mà ngày mua để hỗ trợ thu đổi cũng như là lên đời cho mọi người nha. Rồi, đầu tiên mà số 1 ạ. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Quairet. Quairet thì chắc anh em mà dạng mình hay mua đồ livestream hay là săn sale đồ đó thì cũng chắc biết về thương hiệu này ha. Thương hiệu này là một thương hiệu con của Seiko. Dòng máy pin nha, pin Chronograph 3 cốt 6 kim, nhưng mà cái chiếc đồng hồ này á thì hai cái nút này không sử dụng được, không sử dụng ha. Chúng ta chỉ xem giờ thôi, ba cái kim chính giữa này thôi, giờ giấc và lịch chạy rất là chính xác ha, còn lại ba cái kim này thì nó không có chạy. Kính khoáng cứng vỏ thép không rỉ nè, đến từ Nhật Bản, thương hiệu đồng hồ là Wired. Máy Churrap 3 cốt 6 kim. Này, phía sau đáy này ha. Đáy nó em nó hơi trầy ạ. Dây zin nguyên bản của dòng Wired kim cọc nung xanh rất là đẹp, mặt đều trải tia hướng về tâm ha. Có một lịch nằm ở góc 4,5 nè. Và số 1 em bán 500.000. Size 39,5 ạ. Rồi, đồng hồ này tay đủ dài cho tay 17 nha mấy anh. Rồi nào thích món này thì chốt giúp em ạ. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ đến từ CTN ha. Con này là máy pin của nữ nha mọi người, form vuông tăng. Đây form vuông tăng. Một chiếc đồng hồ CTN Eco River, em này dòng pin năng lượng mặt trời ạ. Rồi, em này thì chúng ta mua thì theo rất lâu mới cần phải thay pin, tầm 2 3 năm 4 năm không chừng. Kính là kính sapphire nha, vỏ thép không rỉ, mặt đều màu đen, chạy tia hướng về tâm. Góc 6 giờ và 12 giờ là hai cọc số La Mã, còn lại là những cọc số thẳng nha mọi người. Và mặt em này màu đen hai lòng ha. Dây vỏ được làm từ thép không rỉ, còn rất là mới nha, em này độ mới còn rất là cao luôn. Dây zin nguyên bản của hãng nè. Nó đây ha, pin năng lượng mặt trời dòng Eco River của Citizen, mã số 2 giá 700 ạ. À, anh nào chị nào thích mẫu này thì chốt giùm em ha. Size ngang là 18, size dọc là 23, 18 x 23 ha. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ đến từ Citizen luôn. Con này là pin Eco River năng lượng mặt trời. Con này dòng unisex ha mọi người, nam tay nhỏ nữ tay to đeo đều ok. Những anh em mà thích form vuông tăng thì đeo con này cũng rất là đẹp ạ. Rồi em này kính sapphire ha mọi người, kính sapphire vỏ thép không rỉ, kim cọc mạ vàng ha, kim cọc mạ vàng mặt trắng hai lòng. Da giống thì thấy nó giống như là một cặp nha mọi người, cứ nó cùng theo một cái model nhưng mà nó khác nhau cái màu thôi, khác nhau màu mặt đeo ha, nó cũng mà hai lòng nè ha, mặt hai lòng cũng cọc số La Mã gốc 6 và 12. Đó, lịch đang chuẩn bị nhảy nha. Nè, tới 12 giờ là sẽ nói sẽ nhảy xong nè. Đó. 3 kim, một lịch ngày nằm ở gốc 3 giờ. Kim cọc mạ vàng rất là đẹp, dòng máy pin năng lượng mặt trời của nhà Citizen nha. Dây khóa zin nguyên bản độ mới còn rất là cao, form vuông tăng ạ. Size ngang là 26,5. Size dọc là 33 nha. 23.
Lắc tu lắc là 37. Mà số 3 giá 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Con này thì dây cho đủ cho tay 17 nè. Dây đủ tay 17. Và tương đương với size tròn tầm 36 ha mọi người, 36. Mấy anh có cổ tay từ 16 đã trở lại đeo con này thì đẹp nha. Đó, tay 15.5 mọi người có thể tham khảo. Vỏ thép không rỉ, kính sapphire, dòng máy pin năng lượng mặt trời của Citizen. Mã số 3 giá 1,5 triệu ạ. Đá em nó đây nha. Rồi, nào thích mẫu này thì lấy giùm em ha. Phơm vung tăng này rất là hiếm, ít gặp. Tiếp theo mã số 4 ạ. Mã số 4 là một chiếc đồng hồ đến từ nhà OP ha. OP. Olympianus ha mọi người, Olympianus. Với cái mặt vân được trải tia trải sớ đứng chứ, em xin lỗi. Mặt này là mặt sớ đứng nè, chạy từ dọc từ trên xuống. Góc 6 giờ và 12 giờ có hai cọc số học trò rất là đẹp. Em này dây vỏ đờ mi ha, dây vỏ đờ mi. Con này là hàng trưng bày chưa lên tay nha mọi người, hàng trưng bày chưa lên tay. Đó, dây còn nguyên siêu luôn. Này lột dây là như mới nha. Em nó có cái hộp nha mọi người, nó sẽ có cái hộp như thế này. Mà hộp nó hơi cũ rồi, hộp giống con hộp này nè, mà nó hơi cũ. Tại em để lên đây cho nó gọn, để nhiều hộp quá em quay không hết. Nó bị hộp nó hơi to. Để một hộp lên cho mọi người xem tham khảo thôi. Đó, em này thì hàng trưng bày trên tay, có những vết xước nhỏ ha mọi người, không đáng kể lắm. Rồi, núm zin có logo của OB ha, máy lộ đáy, máy búa vàng. Em này là máy có hỗ trợ có tay nha, có dừng kim dây khi chỉnh giờ luôn. Đó, máy 4 kim và 1 lệch ngày, nằm ở góc 3 giờ. Kính là kính sapphire nha mọi người. Kính sapphire, nó có ghi trên mặt đồ luôn nè. Vỏ thép không rỉ, đờ mi vàng, rất là đẹp và sang ha. Máy có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Size 40. Thời gian tích phát tối đa là 40 tiếng. 40 tiếng nha. Rất là đẹp, size 40. Giá là 3 triệu thôi. Và số 4 giá 3 triệu. Nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha. Em bảo hành cho mọi người 1 năm ạ. Rồi tiếp theo mã số 5 nè. Mã số 5 chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Orangita. Orangita ha. Mặt màu nâu cà phê, kim cọc mạ vàng hồng. Vỏ thép không rỉ, kính sapphire ha mọi người, kính sapphire. Chúng ta có 3 kim cơ bản giờ phút giây và một cái kim góc 12 giờ là kim báo code ha. Đó, khi chúng ta lên dây thì cái kim code này nó sẽ tăng lên nè, đó. Rồi thời gian tích code tối đa của nó là 40 tiếng nha mọi người, 40 tiếng. Có cửa sổ hở tim. Em này là Orange dòng Joker nội địa của Nhật nha. Orange Star Joker mặt hài á. Em này là mặt nâu cà phê, dây có màu nâu luôn ha, khóa zin nè. Khóa zin, dây zin luôn ha mọi người, dây zin. Có chữ Orient. Máy có đánh vân rất là đẹp, có dòng chữ Made in Japan ở phía dưới đấy. Đây máy em nó đây nha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Máy chạy cực kỳ chính xác, có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Máy chạy 4 kim, có cửa sổ hở tim. Một chiếc đồng hồ Orient dòng Joker size 41, núm zin có logo của Orangita nè. Vỏ còn rất đẹp à mọi người. Rồi em bán em này là 5,8 triệu nha. Mã số 5 giá 5,8 triệu. Em nó có cái hộp nữa mà nó hơi cũ. Giá em bán là 5,8 triệu, size 41, mã số 5 nha mọi người. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em. Xin nguyên bản, xin đã dây khóa. Nó có cái hộp dài giống gì nè, mà nó có chữ Orangita, nhưng mà nó hơi cũ ha. Em để ở đâu em cũng nhớ, nếu mai anh nào mua thì em lục lại. Tiếp theo mã số 6 ạ. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko. Em này là dòng Seiko, dòng Reset ha mọi người. Dòng tầm trung, cận cao cấp của Seiko nha. Em này thì bản nội địa Made in Japan. Made in Japan. Vỏ thép không rỉ, kính sapphire nha mọi người. Kính em này là công nhẹ, công rất nhẹ luôn. Công rất nhẹ.
vỏ thép không rỉ, còn sáng bóng, dây khóa zin nguyên bản, độ mới còn rất là cao nha. Mua về thì mọi người chỉ việc đeo thôi, giờ giấc thì chạy cực kỳ chính xác, chúng ta không cần phải làm gì nữa hết, anh em mua về đeo thôi, em bảo hành cho anh em 1 năm, cam kết với anh em là chính hãng trọn đời. Rồi, vỏ thép không rỉ đây nha mọi người. Đây, vỏ còn sáng bóng luôn, không cắn mớp. Em này thì cái dòng này là nếu chúng ta mua mới nó rơi vào 8-9 triệu gì đó, dòng reset này nè. Rồi mặt dial màu đen nha, có những cái đường vân 3D rất là đẹp. Có những đường vân 3D rất là đẹp. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày ha. Rồi góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Made in Japan. Rồi phía sau đó thì chúng ta sẽ có số thông tin ha, Made in Japan nè mọi người. Máy 4R35 nè, 23 chân kính ha. Tự động có hỗ trợ có tai và dừng kim dây chỉnh giờ luôn. Top là Sapphire Crystal, top kính trên. Kính là Sapphire ha. Ngoại hình còn rất là mới nha mấy anh, kính Sapphire vỏ thép không rỉ. Mặt dial màu đen có vân 3D và toàn bộ cọc số đều là cọc số La Mã hết nha, có màu ô lịch ngày. Máy có hỗ trợ có tai, núm có logo hình chữ S. Có dừng kim dây khi chỉnh giờ và thời gian tích cóp tối đa của chiếc đồng hồ này là 40 tiếng á, 40 tiếng. Size 41,5, mã số 6, giá này là 4 triệu ạ. 4 triệu. Dây đủ dài cho tay 18 nha, dây đủ dài cho tay 18. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ạ. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ tích sót mặt đeo màu trắng ha, màu trắng. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swissmade nè. Kính Sapphire vỏ thép không rỉ, dây khóa zin nguyên bản. Độ mới còn rất là cao ạ. À. Anh em mua về thì chỉ việc đeo thôi, dây còn rất là dài ha. Em bán em này là giá 5 triệu 7 mã số 7 với size mặt là 39, 39 nha. Máy có hỗ trợ có tai và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Trên phía phần đuôi kim dây nó có hình chữ T, viết tắt của logo TikTok ha. Núm cũng vậy, núm cũng có logo của TikTok. Vỏ thép không rỉ, độ mới còn rất cao. Mọi người nhìn cụm dây mọi người cũng thấy ha. Quá là phê. Phía sau đáy em nói đây, kính là Sapphire Crystal này, của hãng TikTok, vỏ thép không rỉ. Mức độ kháng nước là 30m ạ, 30m. Size 39 mã số 7 giá 5 triệu rưỡi nha. Em này 3 kim, 1 lịch ngày nằm ở góc 3 giờ. Chính hãng 100% ha mọi người. Tiếp theo, mã số 8 thì em này nó cũng giống em mã số 7 nhưng mà khác một cái là em này 2 lịch nha mọi người. Nè, 2 lịch. Mặt đeo màu đen. Đeo màu đen á, hai lòng, lòng trong là những đường tròn đồng tâm ạ. À. Lòng ngoài chứa những vạch giờ. Tất cả những cọc số đều là cọc số thẳng hết nha. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có ô lịch lọc. Ô lịch thượng là lịch thứ ha. Lịch thượng là lịch thứ. Lịch thứ là có nguyên cái chữ Monday luôn, thứ hai luôn ha. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swissmade. Mặt đeo màu đen, kính Sapphire vỏ thép không rỉ. Dây khóa zin nguyên bản nha mọi người, dây có logo nè. Dây khóa zin nguyên bản, nhìn cọng dây là mọi người cũng thấy ha. Em nó còn rất là mới rồi ha. Đây, phía bên đây thì có chữ TikTok. Em này mã số 8, giá là 6 triệu 2 nha. Tại vì em này hai lịch, lịch lọc và lịch thượng luôn. Kính Sapphire vỏ thép không rỉ, đá em nói đây ạ. Cũng y chang em đó. Em mã số số 7 là kính Sapphire nè. Kính Sapphire TikTok vỏ thép không rỉ, tên mã và mức độ kháng nước là 30m. 30m. Size 39 ạ, size 39. Mã số 8, size 39, giá 6 triệu 2 nha. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ạ. Rồi, tiếp theo mã số 9. Giá 3 triệu là một chiếc đồng hồ Orient full hộp ha mọi người. Full hộp sổ và còn mắc thừa luôn. Thôi, dây còn đủ ha. Có sách hướng dẫn sử dụng nữa nè. Thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ dòng Ray, dòng lặn của Orient ha. Em này thì nói chung là xài cực kỳ lướt.
Còn mới tinh à, độ mới em đánh giá là tầm 97% luôn á, 97 98% luôn á nha. Đó, còn rất là mới luôn, không có chảy xước. Ít có chảy xước cho em xin lỗi. Chảy xước rất là ít. Tầm 97% nha. Vỏ là vỏ thép không rỉ mà PVD đen. Mà PVD đen. Mà PVD đen này rất là bền màu ha. Nếu màu mạ vàng của những chiếc đồng hồ Nhật á, độ tuổi thọ lên tới 5 năm thì những chiếc mạ đen như thế này thì tuổi thọ cái nước mạ này lên tới 10 năm. Kính là kính khoáng cứng nha, kính khoáng cứng. Vỏ thép không rỉ mà PVD đen. Đó, viền benzen xây được, em này là dòng lặn, chuyên lặn luôn. Kháng nước của em này là 200m nha, núm cổ chai, máy chạy 3 kim và 2 lịch thứ ngày nằm ở góc 3 giờ và kim cọc đều có dạ quang hết nha mọi người. Em này kim cọc có dạ quang và dạ quang ban đêm rất là sáng. Cái đèn của em hơi sáng lên mọi người không thấy. Dạ quang rất là sáng mà. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, độ mới cao. Dòng Orient Ray 2. Ray 2. Máy có hỗ trợ có tai và dừng kim dây khi chỉnh giờ nha mọi người. Máy có hỗ trợ có tai và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Thời gian tích có tối đa là 40 tiếng nha. Còn mới tinh nha mọi người. Nó bị ố do phân tay thôi, ro mồ hôi thôi. Rất là đẹp luôn. Rồi em này mã số 9, giá 3 triệu nha. Mã số 9 giá 3 triệu, size 41,5. Máy cơ automatic, kháng nước 200m, có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Có 3 kim và 2 lực thứ ngày ha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Mã số 9 giá 3 triệu ạ. Nào thích thì lấy giùm em. Còn đầy đủ mắt dây. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 chúng ta sẽ, trong này có sách hướng dẫn sử dụng nè và có mắt thừa nữa ha. Rồi, chiếc đồng hồ này được chủ trước sử dụng rất là kỹ á, rất là kỹ luôn. Tại vì tại sao nói như vậy, tại vì cái độ mới nó còn cao, và cái thứ hai nữa là trên kính á, trên mặt kính á, chúng ta sẽ thấy được dán một tấm cường lực giống như dán điện thoại vậy mọi người nè. Không biết ảnh mua ở đâu mà được cái miếng cường lực dán này nè mọi người không? Cái tấm kính nó ở đây, còn này là miếng cường lực để bảo vệ cái tấm kính này, rất là hay. Em cũng kiếm mua nhưng mà em không gặp được cái tấm kính này. Đó. Và tấm cường lực này đang còn rất là mới ha, chưa có vết trầy gì hết. Đó nè, một chiếc đồng hồ Orient Marco, em này là Marco 2 ha, Pepsi Marco 2, dòng Pepsi, tại vì nó có xanh có đỏ giống cái lon Pepsi á, nên là anh em mình đặt cái biệt danh đó đó cho nó luôn. Và góc 6, 9 và 12 thì có 3 góc số học trò, còn lại là những góc số thẳng. Kim cọc thì đều có dạ quang hết nha. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có 1-2 ô lịch ngày, có 1-2 ô lịch thứ và ngày. Mức độ kháng nước cũng là 200m luôn. Rồi, mặt đeo màu xanh chảy tia hướng tâm ha, dạ quang sáng, kháng nước là 200m. Núm zin có logo của Orient à, phía sau đáy em nó đây ha, sau đáy em nó đây. Bản nè, bản nội địa make in Japan ha mọi người, bản nội địa make in Japan. Khóa zin, khóa zin luôn, zin nguyên bản, zin cả dây, độ mới còn rất là cao ạ. Size 41,5 luôn ha, size 41,5. Máy hỗ trợ có tay và dừng kim dây chỉnh giờ, thời gian tích cốt là 40 tiếng và có mức độ kháng nước là 200m, size 41,5, mã số là mã số 10, giá là 3 triệu nha. Em này là bản nội địa made in Japan, góc 6 giờ có chữ Japan và phía sau đáy cũng có. Hồi nào thích mẫu này thì chốt giùm em ha. Hình như em mã số 9 này, nãy em chưa quay cái đáy. Này, cái đáy em mã số 9 này nha. Em lao chỗ này. Mọi người thấy nó dơ không? Em mới lao là nó sáng bóng lại đó. Con này còn mới lắm. Rồi.
Hãy quên quay lại thôi. Giờ tới mã số 11 nè. Mã số 11 rồi, chiếc đồng hồ OB ha. Chúng ta sẽ quay cái hộp của nó. Cái hộp nó hơi cũ. Nó bảo quản không kỹ, nó bị bẩn đó mọi người. Thì con này cũng có hộp nè, cũng có hộp y chang gì luôn. Con mã số 4 á. À, nó hộp nó cũ, nó bị tróc tróc mấy cái này nè mọi người. Bây giờ cái này mấy em này em gọi là hàng trưng bày không mà, tại nó không phải hàng mới, không dám báo hàng mới tại vì nó bảo quản không kỹ nên là nó bị có những cái lỗi nhỏ. Rồi em này thì là còn mới ha, nguyên siêu dây luôn nè ha. Đó. Tên mã tác rồi còn thinh ha. Con này là dòng Olympianus OB ha, thương hiệu OB của Nhật. Máy chạy thì 3 kim, 2 lịch thứ ngày đầy đủ. Mặt đeo màu trắng, trải tia hướng về tâm. Dây vỏ là đờ mi ha, đờ mi vàng rất là đẹp. Núm zin có logo của OB nè. Toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ ha, 316L. Kính là kính khoáng cứng nha. Máy cơ automatic có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó. Giá em bán em này là 3 triệu nha, 3 triệu. Mới 99% luôn. Không, chính nói chung là nó là hàng mới chưa lên tay nhưng mà nó là trưng bày ha, hàng trưng bày có vài vết xước nhỏ, rất nhỏ. Giá em bán là 3 triệu, anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ha. Size 42 ạ, size 42. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng, máy hỗ trợ có tay và có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Chúng ta có dừng kim dây chỉnh giờ để thử lại coi. Có nha, máy có hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ ha. Thời gian tích cót tối đa là 40 tiếng, 40 tiếng. Rồi, em này là mã số 11, giá là 3 triệu nha, anh nào thích thì ủng hộ giùm em. Rồi tiếp theo là một chiếc đồng hồ Piquist của thụy sĩ, Piquist ha, Swiss là thụy sĩ nè, mà thương hiệu này chắc là thương hiệu nhỏ nè mọi người, ít biết đó, nên giá khá là mềm, giá em bán là 4.9 triệu dòng chiếc đồng hồ đến từ thụy sĩ nha. Đây, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta. Cái hộp nó bị kiến không? Kiến, bụi quá trời. Để lâu quá nó bụi quá trời. Con này cũng là hàng mới, chưa lên tay nha. Nhưng mà là hàng trưng bày á mọi người. Cho nên là nó có một cái vài cái lỗi. Có những vài vết xước rất là nhỏ ha, chưa lên tay. Phía trong còn siêu dây nè. Khóa vẫn còn siêu nè ha, nhưng mà ở ngoài thì nó bị rớt siêu ra rồi, có những vết xước lông mèo rất là nhỏ thôi. Rồi con này làm toàn thân là vỏ thép không rỉ ha, được mạ vàng BVD full đồng hồ luôn, từ vỏ tới dây luôn, và mặt dial cũng là mặt màu vàng mỡ gà luôn ha. Rồi một chiếc thí đồng hồ rất là hoài cổ, kiểu dáng vintage, size cũng tương đối dễ đeo, size 38 ha, phù hợp cho mấy anh có cổ tay từ 16 trở lại. Thôi mặt vàng mở gà, máy có hỗ trợ có tay nha. Em này là P-Swiss, một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Swiss Med nè. Chơi mấy con này thì yên tâm, cái thương hiệu nó nhỏ nó không bao giờ bị phát chứ. Đúng không? Người ta phát thì người ta phát những cái thương hiệu lớn như Omega, Longines, Rolex đồ. Những cái thương hiệu nhỏ này không bao giờ bị phát cả. Chắc chắn 100% là mua nó là chỉ là hàng chính hãng thôi. Rồi kim cọc mạ vàng, mặt vàng mở gà hai lòng hả mọi người, góc 6 giờ có dòng chữ Swiss Med, máy hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ luôn ha. Đồng hồ Thụy Sĩ thì mọi người biết rồi, độ bền rất là cao cũng như là độ chính xác của nó rất là tốt. Rồi mức độ kháng nước của em này là 30m ha, hàng mới chưa lên tay, có dòng chữ Swiss Med, có số seri ha.
có logo chữ B-Suite được nhũ vàng ngay chỗ quả văn, nhìn rất là sang trọng ạ. Rồi em bán này là giá 4.900.000 nha, 4.900.000, size 38, mã số 12. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em ạ. Và đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau. Em xin cảm ơn.